Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho công và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho công và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho công và các thầy, nơi điều trị ung thư miễn phí, là nơi tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây không chỉ mang đến hy vọng hồi phục cho các bệnh nhân mà còn là minh chứng, là sức mạnh của tình yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng. Mới đây, phòng khám đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng quý giá từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt giúp đảm bảo an ninh và an toàn cho bệnh nhân cũng như đội ngũ các y sĩ. Nhà tiền chế được dựng lên làm bãi đậu xe giúp cho bệnh nhân và người nhà có chỗ đậu xe thuận tiện. Bồn nước 5.000 lít được tặng giúp giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho phòng khám. Hàng rào được xây dựng kiên cố, bảo vệ khuôn viên phòng khám. Máy hút bụi được trang bị giúp giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo điều kiện tốt nhất cho việc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Cùng một số công trình hỗ trợ của phòng khám được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ xây dựng trước đó. Những công trình hỗ trợ này tuy nhỏ bé nhưng đã mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Chúng không chỉ giúp cải thiện cơ sở vật chất của phòng khám mà còn tiếp thêm động lực cho đội ngũ y sĩ trong công tác hỗ trợ khám chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư. Trước những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, xin đại diện phòng khám đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, niềm vui và sự xúc động rõ trên khuôn mặt của các bệnh nhân và người nuôi khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ cộng đồng. Câu chuyện về phòng khám chữa ung thư miễn phí là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và sự chia sẻ. Nó cho chúng ta thấy rằng chỉ cần mỗi người cùng chúng ta góp sức, chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu, mang đến hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi điều trị ung thư miễn phí, luôn cần sự hỗ trợ từ cộng đồng để có thể tiếp tục hoạt động và giúp đỡ nhiều bệnh nhân ung thư hơn nữa. Mọi sự đóng góp, là dù cho bé nhất, cũng sẽ góp phần mang đến hy vọng cho những người đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, câu chuyện về chị Kiều Thị Quỳnh Anh và anh Phạm Văn Ngân đến từ Đồng Nai, không may cùng mắc bệnh ung thư gan. Sau khi hỗ trợ điều trị hơn 2 tuần tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi điều trị ung thư miễn phí, cả hai vợ chồng đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần và trở về với cuộc sống ổn định. Cùng chung số phận nghiệt ngã, những năm trước đây cả hai vợ chồng chị Anh và anh Ngân đều được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Cú sốc lớn ập đến khiến cả gia đình chìm trong âu lo và tuyệt vọng. Bởi lẽ gánh nặng kinh tế vốn đã đè nặng lên hai vai anh Ngân, khi anh là lao động chính còn chị Anh là nội trợ chăm sóc con nhỏ trong nhà. Nhiều hy vọng đến từ phòng khám yêu thương. Tình cờ hai vợ chồng đã biết đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi điều trị ung thư miễn phí. Hai vợ chồng chị Anh như bắt được phao cứu sinh, họ quyết định đến đây với hy vọng mong manh được cứu chữa. Tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, vợ chồng chị được các thầy thăm khám và hỗ trợ điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Hạnh phúc trở về sau 2 tuần điều trị. Điều kỳ diệu đã xảy ra sau hơn 2 tuần hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Các triệu chứng ung thư của vợ chồng chị Anh dần thuyên giảm, sức khỏe cũng dần hồi phục. Kết quả xét nghiệm sau 2 tuần hỗ trợ điều trị cho thấy các tế bào ung thư của hai vợ chồng đều đã tiêu biến hoàn toàn. Niềm vui vỡ òa, vợ chồng chị Anh ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc và xúc động.
lời cảm ơn từ đáy lòng. Vợ chồng chị Anh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với đội ngũ y sĩ tại phòng khám cha từ ung thư cho công và các thầy đã tận tình, tận tâm cứu chữa cho họ. Nhờ sự giúp đỡ của phòng khám, họ sẽ có cơ hội để sống tiếp, được trở về với gia đình, với những đứa con thơ. Câu chuyện của vợ chồng chị Kiều Thị Quỳnh Anh và anh Phạm Văn Ngân là minh chứng cho sự nỗ lực của phòng khám cha Tường Yêu Thương Châu Phong và các thầy, nơi điều trị ung thư miễn phí trong việc giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo khó. Đây là nguồn động viên to lớn cho những bệnh nhân ung thư đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Dạ thưa cô có thể cho biết họ tên với mình từ đâu đến không cô? Dạ, em từ Đồng Nai đến, Kiều Thị Huyền Anh, 71 tuổi. Cô có thể cho biết á, cái bệnh của mình đầu tiên á, triệu chứng như thế nào? Đầu tiên là nó đau, đau ở cái dưới ngực này, đau dữ lắm, đau quặn luôn. Rồi đi khám ở trên Đồng Nai thì họ bảo là nặng rồi, cho nằm 5 ngày, xong họ bảo cho cái gì lên ấy, cho cái bắn cái gì lên hết 13 triệu. Thế em xin về để em xuống đây. Thế là em xuống đây được 3 ngày thì giảm đau rồi giờ hết đau rồi. Rồi xuống đây bao lâu và trị tới điểm này thấy sao? Được 2 tuần, thấy bớt hẳn luôn, ăn được, ngủ được. Lúc trước là không ngủ được, có khi không ngủ được cả đêm, ngày không ngủ luôn. Đấy, rồi xuống đây thì giờ ngủ được rồi, ngày 8 tiếng. Cô có thể cho biết cái cách chăm sóc của các thầy này như thế nào? Các thầy thì chỉ cho thuốc rồi dặn dò là ăn cháo với lại uống nước gừng nhiều. Một ngày là trước khi ăn là uống nước trà gừng, rồi trước khi đi ngủ cũng uống, sáng ngủ dậy cũng uống, vậy thôi. Thái độ của thầy rất dễ chịu, hỏi cái gì thì thầy cho biết cái đấy ngay. Nghiêm chỉnh, không có làm mình buồn lòng cái gì hết. Ông thì ông đi mổ nội soi rồi, ông đi mổ nội soi ở Đồng Nai rồi. Thế xong rồi nó chạy sang phổi luôn, nó gan mà nó di căn sang phổi rồi, nó lên mấy cục gì ở gần đấy nữa. Thế tôi đầu tiên tôi cản ông là đừng có đi mổ, mổ nội soi. Thế mà ông không nghe, ông cũng muốn mổ cho nó khỏi, ai dè đâu nó di căn qua phổi rồi qua mấy cái cục ở gần gần đấy. Mà ông thì nhẹ hơn mình thì nặng hơn, nhưng mà mình chưa có đụng gì đến thuốc tây dao kéo gì hết. Cô đã xác định bệnh gì cô? Ung thư gan mà rồi cái số 90 mấy ấy, nặng của cô là nặng hơn của chú, mà chú đi mổ của nó di căn. Cái hoàn cảnh của cô chú có gì khó không? Hoàn cảnh thì cô được 7 người con mà bây giờ già rồi đâu có làm gì đâu. Thế là cũng anh em giúp đỡ để đi chữa bệnh. Chứ còn lên đây thì không có mất tiền thuốc, tiền ăn, mấy thầy cho hết. Thế nhưng mà thuê nhà trọ, rồi những cái đồ dùng hàng ngày thì có bà con giúp đỡ. Tôi tên Phạm Văn Nghênh, đến từ Đồng Nai, Biên Hòa, chồng của bà Kiều Thị Huyền Anh. Cái triệu chứng thì không có triệu chứng gì đâu, nó bình thường. Nhưng mà có một phái đoàn từ thiện đó, họ về giáo xứ, họ khám bệnh, thì thử máu. Khi mà thử máu, kết quả thử máu ở trên phái đoàn từ thiện họ gửi về thì có 5 bệnh như là tiểu đường, sạn thận, rồi tăng sông, rồi gan nhiễm mỡ và lá lách xưng. Là cuối cùng kết luận của bệnh viện là rồi cuối cùng đi bệnh viện đó, thì bệnh viện đi khám bệnh viện thì nằm bệnh viện ở tuyến huyện đó, thì đi khám được 3 tháng đông khỏi thì nó chuyển lên tuyến trên tỉnh đa khoa Đồng Nai.
thì Đồng Nai nằm tuần lễ bắt đầu họ tiểu phẫu, họ chích cái gì vô trong trong ruột á. Vừa về đó mà chị thì người nó yếu lắm, tự nhiên người nó yếu hẳn đi, không làm được cái gì hết á, mà nó ho, nó quay ra triệu chứng nó ho nhiều thì lúc mà tôi đi khám lại á, bệnh viện tuyến dưới thì nó chỉ là tuyến trên nó cái tuyến trên nó CT nó MRI thì nó kết luận là mấy chị là cái gan á nó chạy qua phổi á. Rồi nó điều trị sao? Tôi xin Đồng Nai này chuyển lên tuyến trên ở ông Biếu. Thì ông Biếu cứ đi về mà chỉ cả tuần lễ mà chỉ chưa kết quả vậy đó. Nay chụp phim mai thử máu mà tuần lễ cũng kết quả đó. Rồi vợ tôi mà chỉ nó đau quá rồi mà chỉ nó bỏ lên đi xuống như này chữa bệnh rồi mà là tôi đi luôn. Rồi qua hơn một tuần nay nói chung là trị bệnh ở đây thấy kết quả như thế nào? Người bình thường à, trở lại bình thường. Rồi anh có thể nói thêm cái thái độ chăm sóc của các thầy đây. Thôi thì các nhân viên với lại các thầy thì rất chu đáo, chăm sóc bệnh nhân tận tình, hỏi thăm rồi ăn uống rồi thuốc men uống làm sao, ăn uống làm sao, rất chu đáo. Để nó tự nói chung là anh có thể bày tỏ cái thái độ tin tưởng của mình ở đây. Thì tôi thì cũng vấn đề tôi là vấn đề theo tín ngưỡng tôn giáo thì tôi tin tưởng là vấn đề là cái này là ăn thua bề trên sự khiến đó. Gặp thầy gặp thuốc thì nhiều người ở dưới tôi, nhiều người xuống như đây chỉ đã khỏi bệnh về. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời,
được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.